Như có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng người phụ nữ này vì để có được cuộc sống sung túc, đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái 5 tuổi, mặc cho con gái van xin mẹ đừng bỏ đi. Cô vẫn lên taxi không thèm quay đầu nhìn lại, để lại con gái một mình đang tuyệt vọng ở đây. Những ngày sau đó, cô bé đều đứng trên ban công nhìn chằm chằm vào ngã tư nơi mẹ bỏ đi. Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại mẹ mình. Tin vui không đến, nhưng bi kịch vẫn không chịu dừng lại. Người bố tương tư thành bệnh, không lâu sau đó đã qua đời. Cô bé được gửi đến một cô nhi viện, nhưng ở đây, cô bé thường xuyên chịu đựng đủ cảnh bị bắt nạt. Chỉ có Hizo cũng là trẻ mồ côi, đoàn kết với cô. Hôm đó, Miji đã bị kẻ bắt nạt trong cô nhi viện tát một cái. Nhưng khi định đánh trả, thì đã bị cô giáo ngăn lại. Cô giáo không hỏi lý do, chỉ mắng mỏ Miji một trận. Nói rằng chỉ có trẻ mồ côi mới đánh người. Lời nói của cô giáo hoàn toàn khiến Miji tức giận. Cô thẳng tay tát vào mặt người kia. Với tính cách mạnh mẽ, không chịu nổi sự khinh miệt của cô giáo, Miji đã ném thẳng cặp sách vào thùng rác. Mặc dù hành vi này khiến cô chút giận, nhưng cũng khiến cô phải nhận hình phạt nghiêm khắc về thể xác. Vào mùa đông lạnh giá, Miji mặc một chiếc áo phông mỏng, đã quỳ suốt cả đêm trên sân chơi. Trong lòng cô rất ấm ức, nhưng vẫn liên tục thầm gọi mẹ để an ủi chính mình. Hôm đó, Hizo biết rằng mình sẽ được người Nhật nhận làm con nuôi. Cô đã khóc và cầu xin Miji giúp đỡ vì không muốn rời đi. Vì vậy, Miji đã đưa Hizo trốn vào trong phòng. Nhưng điều cô không ngờ là, nữ tu vì không tìm thấy Hizo nên đã để Miji thay thế. Loạt hành động này đã khiến cuộc đời tươi đẹp của Miji bắt đầu một cơn ác mộng. Nhiều năm sau, khi cha nuôi phá sản, ông đã bán Miji vào quán bar để trả nợ. Nhưng cô vẫn luôn kiên trì giữ lấy giới hạn cuối cùng của mình. Khi nhìn thấy tờ tiền trên tay khách, cô đành nhẫn nhịn nỗi nhục, cố gắng uống rượu để chiều lòng khách. Và lý do khiến Miji kiếm tiền bạt mạng như vậy là để chuộc thân mình, sau đó quay trở lại Hàn Quốc để tìm mẹ ruột của mình. Nhưng khi cô trả hết tiền và chuộc lại giấy bán thân, ông chủ Hirayama không có ý định để cô đi, yêu cầu trả bằng thân thể của cô như lãi suất. Miji đã ngờ được chiêu trò này của Hirayama, cô đã chuẩn bị trước khi vào trong. Đúng lúc Hirayama định đẩy cô ngã xuống, thì bên ngoài lửa bất ngờ bùng lên. Nhân lúc hỗn loạn, Miji cầm lấy giấy bán thân, liều mạng chạy đến ga tàu điện ngầm. Hirayama đã đuổi theo cô suốt chặng được, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Nhìn thấy Hirayama, Miji trong lòng hơi sợ hãi, nhưng thấy ông ta như sắp khóc đến nơi. Lúc này Miji lại hạnh phúc, cô mỉm cười và rơi nước mắt. Cuối cùng cô cũng có thể nói lời tạm biệt với quá khứ bẩn thỉu. Nhưng Hirayama vẫn không chịu thua, còn dọa rằng nhất định sẽ đưa cô trở lại. Sau một hành trình dài, Miji đã đến Hàn Quốc. Nhưng nhân viên tại sân bay nói với cô rằng hộ tịch hiện giờ của cô là Nhật Bản. Nếu không có visa, cô sẽ bị đuổi về nước sớm. Cách duy nhất là tìm một công việc chính thức. Nhưng sau khi ra khỏi sân bay, Miji nhận ra rằng mặc dù cô đã trở về quê hương, nhưng hoàn toàn không có nơi nào dành cho cô cả. Buổi tối, Miji tìm được một khách sạn giá rẻ. Vừa bước vào cửa đã đụng phải một con trai của tập đoàn tài phiệt đang trải nghiệm cuộc sống. Hizo Otaka nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Miji, lập tức cảm thấy hình như đã rung động. Sau đó anh giả vờ như gặp gỡ tình cờ và nhân cơ hội tiếp cận cô. Nhưng Miji không phải là một kẻ ngốc, bởi vì đã trải qua bi kịch từ nhỏ. Cô từ lâu không còn tin tưởng vào đàn ông. Trong mắt cô, đàn ông chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ vấn đề, để có thể ở lại Hàn Quốc tìm mẹ. Ngày hôm sau, Miji bắt đầu điên cuồng tìm việc. Cô vừa làm thêm trong một quán văn, vừa đi ứng tuyển vào những vị trí công việc phù hợp. Nhưng vì cô chỉ tốt nghiệp đến cấp 3, sau nhiều ngày phỏng vấn đều không thành công. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, ngày hôm đó, cô đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi, đã bị người phỏng vấn gọi lại một mình. Sau đó, người phỏng vấn đuổi đồng nghiệp ra ngoài, nhìn vào cơ thể Miji với ánh mắt thèm muốn. Sau đó ông nóng lòng khóa cửa lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Thấy Miji không chống cự, nên ông càng trở nên mạnh dạn hơn. Miji đưa tay ngăn cản, nhưng ông lại liên tục nói rằng không công việc, không học vấn, nếu muốn vào công ty thì phải hy sinh thân thể của mình. Ngay khi người phỏng vấn chuẩn bị làm càn hơn nữa, Miji cố hết sức đẩy ông ra. Người phỏng vấn không có được, hẹn quá hóa giận muốn động tay, nhưng nào ngờ bị Miji bắt lấy tay và chỉ ông cho biết điều. Vì không có tiền nên không thể học đại học. Ông có biết việc đó khiến tôi đau khổ thế nào không? Sự phản kháng của Miji đã náo động đến nhân viên bảo vệ của công ty, nhưng không ngờ, người phỏng vấn lại tố cáo trước, nói Miji muốn vào công ty bằng cửa sau, dùng sắc đẹp để dụ dỗ mình. Miji không thể tin được. Cô muốn tiến đến lý luận nhưng đã bị bảo vệ đẩy ngã. Cô căm hận loại đàn ông hèn hạ này đến xương tủy. Sau đó cầm cốc nước hắt thẳng lên người ông ta, rồi chạy vào nhà vệ sinh để trút giận. Cô không thể hiểu nổi, có phải chỉ vì mình có khuôn mặt xinh đẹp này mà đã bị coi thường là một người phụ nữ tùy tiện. Miji vừa mới bước ra khỏi công ty thì bên ngoài trời đang mưa rất to. Khóe miệng cô chợt lóe lên tia giễu cợt. Cả thế giới này đều đang bắt nạt cô, đến cả ông trời cũng không tha. Cô bình thản bước đi chậm rãi trong cơn mưa. Không ngờ cô suýt bị xe tông phải. Người đàn ông lái xe tên Mi Ưng Hô Ôn, tuổi còn trẻ đã là chủ của một khách sạn, nhưng trong mắt nhân viên khách sạn, Mi Ưng Hô Ôn đã đến ở rể mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nguyên nhân khiến anh xảy ra tai nạn khi lái xe vừa rồi là vì gần đây anh đã gặp rắc rối lớn. Khách sạn sẽ sớm có một khách hàng lớn đến từ Hakata, Nhật Bản để bàn bạc hợp tác. Công ty đã tuyển dụng rất nhiều nhân tài biết nói tiếng Nhật, nhưng không ai vừa biết tiếng Nhật còn phải biết tiếng địa phương Hakata. Trong lúc cấp bách,
Mi Ưng Hô Ôn định tìm đến sự giúp đỡ của người vợ nghệ sĩ piano, nhưng nào ngờ, anh tình cờ thấy vợ đang ở cùng với đàn ông khác. Mi Ưng Hô Ô thấy thế rất tức giận, nhưng người vợ trông rất bình tĩnh. Hơn nữa còn kiêu ngạo nói với anh rằng, nếu muốn ly hôn thì hãy thông báo cho cô bất cứ lúc nào. Bởi vì người vợ cảm thấy, Mi Ưng Hô Ôn là kẻ có thể lừa dối tình cảm người khác để có được quyền lực. Từ khi kết hôn, Mi Ưng Hô Ôn chưa bao giờ quan tâm đến cô. Lý do anh đồng ý cuộc hôn nhân này hoàn toàn là lợi dụng cô để đạt được trọng dụng của bố vợ mình. Mi Ưng Hô Ôn không phủ nhận lời vợ, mà chỉ bỏ đi một mình trong hụt hẫng. Anh lái xe về công ty, nhưng trong tâm trí luôn hiện ra cảnh vợ mình cùng người khác, nên đã dẫn đến vô tình tông phải Miji. Mi Ưng Hô Ôn vội vàng bước tới hỏi cô có bị thương không, nhưng Miji vừa rồi suýt chút nữa bị xâm phạm. Lúc này cô cũng đối xử lạnh lùng với Mi Ưng Hô Ôn trước mặt, lại còn căm ghét đàn ông đến tận xương tủy. Anh là đồ ngốc đây à? Mi Ưng Hô Ôn nghe thấy đây đích thực là giọng địa phương Hakata. Lúc này anh mới nhận ra Miji chính là người mà mình đang tìm kiếm, liền nóng lòng đuổi theo cô. Mi Ưng Hô Ôn giải thích mục đích đến đây của mình. Miji thấy thái độ chân thành của anh, và mình cũng đang rất cần phải giải quyết vấn đề visa, nên cô đã đến văn phòng của Mi Ưng Hô Ôn bàn bạc. Mi Ưng Hô Ôn đã giới thiệu chi tiết về công việc này. Miji nói rằng không có vấn đề gì với công việc, nhưng yêu cầu duy nhất của cô là trở thành nhân viên chính thức của khách sạn. Nhưng anh lại nói, đó là công việc tạm thời trong 2 ngày. Nhưng khách sạn anh sẽ trả tiền cho cô với thù lao hậu hĩnh. Miji nghe thế thấy hơi thất vọng, thản nhiên phàn nàn một câu, lẽ nào sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Tokyo mới xứng đáng, chỉ xứng đáng là một nhân viên tạm thời thôi sao? Sau khi nghe điều này, Mi Ưng Hô Ôn tin chắc rằng khách sạn của họ đang cần sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ những trường danh tiếng như vậy. Ngay khi anh đang lưỡng lự hồi lâu, Miji lạc mềm buộc chặt, giả vờ chuẩn bị vờ rời đi. Mi Ưng Hô Ôn đã tin điều đó và đồng ý với yêu cầu nhận việc của Miji. Sau đó, còn giao phó trọng trách để cô trở thành trợ lý riêng của khách hàng quan trọng của khách sạn. Nói dối mặc dù rất dễ, nhưng muốn che lấp những lời dối trá còn khó hơn. Khi Miji nhận được tài liệu cần thiết khi vào làm việc, một trong số đó là giấy chứng nhận tốt nghiệp, Miji lập tức sững sờ ngây người tại chỗ. Sau khi bình tĩnh lại, cô đã nảy ra một mánh khóe. Đầu tiên là tìm kiếm thông tin trên mạng về các bằng cấp giả mạo, sau đó dạo quanh các con phố để hỏi về nơi cấp chứng chỉ giả, cuối cùng đã tìm đến một nơi. Nhưng bên kia nói cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp thật để làm mẫu, mới có thể bắt chước y hệt được, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Khi Miji bó tay đành quay trở lại khách sạn, cô đã nhìn thấy một người khiến mình rất sợ hãi. Hóa ra sau khi bố mẹ nuôi của Miji phá sản, để trả nợ, họ đã bán cô cho Hirayama, ông chủ của một quán bar. Không dễ gì cô mới trốn thoát về Hàn Quốc, không ngờ bị Hirayama từ Nhật Bản đuổi theo đến tận đây. Ông còn lấy ra ảnh chụp đi khắp nơi tìm tung tích của cô. Lúc này, Miji như sét đánh giữa trời quang. Cô không muốn quay trở lại cuộc sống đầy ác mộng như trước kia. Vì thế nhân lúc không ai để ý, cô đã chuồn đi. Hôm đó, mẹ của Mi Ưng Hô Ô đột nhiên ngất xỉu và phải nhập viện. Mi Ưng Hô Ôn biết tin, vội vàng chạy đến chỗ mẹ mình. Nhưng vì chuyện này anh đã bỏ lỡ buổi hòa nhạc piano của vợ Gui Ân. Sau đó, Gui Ân cố tình chọc giận Mi Ưng Hô Ôn, bèn đưa một đàn ông đến khách sạn thuê phòng. Thư ký của Mi Ưng Hô Ôn không đồng ý, nói rằng cần giám đốc quay lại mới có thể đưa ra quyết định. Gui Ân nghe xong rất tức giận, đã bị một người làm công ăn lương trong chính khách sạn nhà mình làm cho mất mặt. Vì vậy, cô không màng tất cả, bắt đầu gây náo loạn tại khách sạn. Miji ở bên cạnh thấy vậy bước tới can ngăn, nhưng đã bị Gui Ân đẩy ra, tay cô bị mảnh vỡ bình hoa làm cho chảy máu. Mi Ưng Hô Ôn vừa đến tình cờ nhìn thấy tất cả cảnh này, anh rất thất vọng với sự gây rối vô lý của vợ, nên đã không để mặt cô, nhưng lại hỏi han ân cần với Miji đang bị thương. Gui Ân thấy thế rất tức giận, liền chế giễu, sỉ nhục Mi Ưng Hô Ôn một tràng. Mi Ưng Hô Ôn là chủ khách sạn, không muốn nhân viên nhìn thấy trò cười của mình, liền kéo Gui Ân về phòng làm việc. Lúc này, em gái của Mi Ưng Hô Ôn đã gọi điện đến, nói rằng mẹ anh đã bị khối u ác tính, cần phải phẫu thuật. Sau khi nghe điều này, Gui Ân lại nói rằng ngày chết của bà già cuối cùng đã đến. Mi Ưng Hô Ôn thở dài, kiềm chế cơn tức giận, nhưng Gui Ân vẫn không chịu dừng lại, nói rằng sẽ ly hôn với anh, và anh là con rể, cũng sẽ không cho anh một đồng xu nào. Người ta đều nói đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ cống hiến quên mình, nhưng người vợ trước mặt không chỉ không đứng đắn, mà còn đâm đơn ly hôn khi mẹ đang đau ốm. Sự tàn nhẫn của Gui Ân đã khiến Mi Ưng Hô Ôn lòng như cho nguội, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu ly hôn của cô. Nhưng Gui Ân lại không vui vẻ như cô tưởng, dường như có những giọt nước mắt không nỡ trong mắt cô. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là thành quả xây dựng của cả vợ và chồng, và giao tiếp là cầu nối quan trọng để dẫn đến hạnh phúc. Mi Ưng Hô Ôn phận ở rể vẫn luôn tự ti, để được sự công nhận của bố vợ, anh đã dành hết mọi tâm sức vào công việc, nhưng vì thế cũng hoàn toàn bỏ qua sự quan tâm và chăm sóc đến vợ mình. Nhưng sự giận dỗi vô cớ của Gui Ân cũng chỉ có được sự chú ý của Mi Ưng Hô Ôn mà thôi. Cả hai đều yêu nhau sâu đậm, nhưng lâu ngày không có giao tiếp với nhau dẫn đến hiểu lầm giữa hai người ngày càng sâu sắc. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của luật sư, hai người đã ký vào đơn ly hôn. Ngày hôm sau, Miji vẫn đang chạy loanh quanh để lấy bằng tốt nghiệp, hoàn toàn không để ý đến công việc của mình trong khách sạn. Nhưng trong khoảng thời gian cô không ở khách sạn, đã có vấn đề với vị khách mà cô phụ trách. Mi Ưng Hô Ôn đã đích thân đến xin lỗi, rồi đi thẳng vào phòng tắm để thu dọn đống lộn xộn. Nakamura nhìn thấy cảnh này, đã cảm động trước thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm của anh, vì vậy đã tha thứ cho họ, thậm chí còn tiết lộ với Mi Ưng Hô Ôn rằng
Vài ngày sau, con gái của thủ tướng Nhật sẽ ở lại khách sạn của họ. Mặc dù Mi Ưng Ho Eun đã làm dịu sự việc, nhưng Mi Ji lại không dễ dàng như vậy. Vì sơ suất trong công việc của cô, Mi Ưng Ho Eun đã tạm thời cách chức cô. Trợ lý chỉ thông báo với cô, vì cô chưa chính thức vào làm việc, nên cô sắp phải bị đuổi về nước. Mi Ji không cam tâm, muốn tìm Mi Ưng Ho Eun để giải thích. Nhưng khi vừa xuống thang máy đã va phải một người phụ nữ. Khi Mi Ji nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, khiến cô lập tức cảm thấy có tia hy vọng được ở lại. Trên xe buýt, người phụ nữ cố tình va vào tay của người đàn ông. Cô không phải đã gặp phải người đàn ông mình thích, mà là để thu hút sự chú ý của người phụ nữ bên cạnh. Mi Ji à? Việc Hi Do chủ động nhận ra, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mi Ji. Lý do cô làm như vậy là để lấy trộm bằng tốt nghiệp của Hi Do. Mới hôm qua, khi Mi Ji đang lo lắng vì không có bằng tốt nghiệp để vào làm việc, tình cờ gặp Hi Do ở khách sạn, Mi Ji vừa nhìn đã nhận ra đối phương chính là bạn thân cùng lớn lên trong cô nhi viện với mình. Cô lập tức nhớ ra, trước đây khi cô đến trường đại học Tokyo ở Nhật Bản chơi, tình cờ cô đã gặp Hi Do đang theo học ở đó. Mi Ji đã nảy ra một kế, nên mới có cảnh tượng gặp gỡ này. Hi Do vô tư vui vẻ đưa Mi Ji về nhà mình. Mi Ji nhìn thấy Hi Do ở trong một căn nhà to lớn và sống hạnh phúc như vậy, trong lòng cô cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Hiện giờ cô hối hận vô cùng. Nếu năm đó không phải vì giúp Hi Do, thì có lẽ cô đã không được nhận nuôi về Nhật Bản, cũng không bị cha nuôi bán cho quán bar để trả nợ. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, thì có lẽ cô sẽ có một cuộc sống khác trước sự tiếp đãi nồng hậu của Hi Do. Mi Ji tỏ ra rất hờ hững, nhưng Hi Do vẫn nhiệt tình chuẩn bị bữa tối cho cô. Nhưng cô không may làm vỡ chiếc đĩa và còn bị đứt chân. Cô đã nhờ Mi Ji đi lấy thuốc giúp mình. Mi Ji rất không thích bị người khác sai bảo, nhưng cô vẫn chậm rãi đi đến tủ thuốc. Ngay lúc này, cô lại vô tình phát hiện ra tấm bằng tốt nghiệp mà mình hằng mơ ước. Trên mặt lập tức nở ra một nụ cười, và khi đối mặt với Hi Do, cô cũng thay đổi bộ mặt. Sau đó, cô nhiệt tình dìu Hi Do đứng dậy, còn giúp sát trùng vết thương. Khi Hi Do nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Mi Ji, cô từng cho rằng cuộc tái ngộ của hai người là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời. Sau đó, cô còn mời Mi Ji chuyển đến sống cùng mình. Hi Do ngây thơ, ngốc nghếch không hề biết rằng mình đang dẫn sói vào nhà. Buổi tối, Mi Ji nhân lúc Hi Do ngủ say, đã lén lấy đi tấm bằng tốt nghiệp, vội vàng chạy đến nơi giả mạo bằng cấp ngay trong đêm, để người ta làm giả bằng tốt nghiệp cho mình. Sau khi làm xong, cô trở về căn phòng thuê, nhưng vô tình gặp Jo Otaka đang chuẩn bị dọn ra ngoài. Jo Otaka chủ động đến bắt chuyện với Mi Ji, nhưng cô lại tỏ ra rất khó chịu. Khi cô định quay người rời đi, Jo Otaka đã thu hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với Mi Ji. Chưa kịp đợi Mi Ji lên tiếng, Jo Otaka đã tiết lộ ra thân phận của mình, nói rằng anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt. Lần này anh trở về nước là để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng Mi Ji lại bật cười, nói rằng kiểu bắt chuyện của anh đã lỗi thời. Ngày hôm sau, Mi Ưng Ho Eun vì đã ly hôn với vợ, nên đã đến gặp bố vợ để nộp đơn xin từ chức. Nhưng nào ngờ bố vợ không những từ chối yêu cầu của anh, mà còn nói rằng khách sạn có một cuộc khủng hoảng nợ. Nếu Mi Ưng Ho Eun lựa chọn rời đi vào lúc này, thì khách sạn chỉ có thể trực chờ phá sản. Bố vợ rất tin tưởng vào năng lực của Mi Ưng Ho Eun, hy vọng anh có thể tìm ra cách giúp đỡ khách sạn vượt qua khó khăn. Sau đó, Mi Ưng Ho Eun đã gặp gỡ Jo Otaka, con trai của tập đoàn tài phiệt. Anh trực tiếp nói rõ ý định của mình, hy vọng Jo Otaka sẽ mua lại khách sạn hiện tại của họ. Jo Otaka vui vẻ đồng ý, nhưng yêu cầu duy nhất chính là tất cả những người trong khách sạn phải thuộc sở hữu của họ. Trước khi đến đây, Jo Otaka đã điều tra. Mặc dù Mi Ưng Ho Eun là người ở rể nhưng rất có năng lực, sở dĩ anh đồng ý mua khách sạn là vì coi trọng Mi Ưng Ho Eun. Nhưng vì biết tình cảm vợ chồng của Mi Ưng Ho Eun không hòa hợp, anh lo lắng sau khi mình mua lại khách sạn, Mi Ưng Ho Eun sẽ từ chức, nên đã nghĩ đến việc nắm quyền nhân sự vào tay mình. Trước yêu cầu đặt ra của Jo Otaka, Mi Ưng Ho Eun không đưa ra câu trả lời rõ ràng, mà nói rằng cần thời gian để cân nhắc. Nhưng trên đường trở về, cuộc khủng hoảng nợ nần của khách sạn vẫn chưa được giải quyết, lại phát hiện ra rằng con gái của thủ tướng Nhật Bản đã mất tích trong khách sạn.